mới đây các hãng xe ô tô liên tục thông báo giảm giá bán các mẫu xe nhằm thu hút người tiêu dùng khi thị trường ô tô đang dần hồi phục sau thời gian cách ly xã hội Cuối tháng 4, hãng xe Nhật Bản Nissan tung ra chương trình giảm giá 50 đến 100 triệu đồng cho mẫu xe Nissan Terra, bộ quà tặng tiền mặt lên tới 20 triệu đồng và bộ phụ kiện cao cấp. Một số đại lý ô tô Isuzu trên địa bàn Hà Nội cũng giảm giá mẫu xe bán tải Isuzu D-Max từ 85 đến 115 triệu đồng so với giá niêm yết. Các hãng Toyota, Honda, Mazda cũng đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá đến hơn 100 triệu đồng. Các mẫu xe như VinFast Lux A2.0 và VinFast Fadin sẽ được các đại lý giảm giá trực tiếp từ 10 đến 13%.